Chào mọi người, dạo gần đây thì chiếc máy tính bảng Lenovo Tab B11 Plus phải nói là hot rần rần luôn. Giá 6 triệu lại có màn hình 2K rồi chip Snapdragon các kiểu. Nhưng mà chúng ta lại quên rằng trong phân khúc 6 triệu vẫn còn một chân đang lặng lẽ thống trị suốt một khoảng thời gian dài. Đó chính là iPad Gen 6. Xưa giờ hiếm có chiếc máy tính bảng nào có thể đem ra so sánh được với iPad. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác vì đã có Tab Lenovo B11 Plus. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh xem hai chiếc máy tính bảng này, chiếc nào mới là ông hoàng trong phân khúc 6 triệu. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngay nha. Trước tiên là về giá bán, hiện tại thì Tab B11 Plus đang có mức giá rơi vào khoảng 6,3 triệu. Trong khi đó thì iPad Gen 6 phiên bản Wi-Fi, chiếc máy sẽ có nhỉnh hơn một xíu khoảng 6,5 triệu đồng. Mặc dù chênh lệch không bao nhiêu nhưng mà mình vẫn đánh giá B11 Plus cao hơn nhờ vào hai điều. Thứ nhất là chọn B11 Plus, các bạn sẽ có thể mua được một chiếc máy full port nguyên siêu mới keng 100% với đầy đủ phụ kiện luôn, làm quà cáp là bao sang chảnh. Trong khi đó thì cũng chừng đấy tiền các bạn chỉ có thể mua được một chiếc iPad Gen cũ, hàng line new 99%. Thứ hai là Lenovo Tab B11 Plus chỉ vừa ra mắt vào cuối tháng 8 năm 2021 thôi, còn iPad Gen 6 đã được ra mắt cách đây 3 năm rồi. Chúng ta chưa vội nói đến máy nào ngon hơn, xịn hơn, nhưng mà tuổi thọ đã cao hơn như vậy thì iPad Gen 6 sẽ thua thiệt rất là nhiều so với B11 Plus. Tiếp theo là về phần thiết kế. Như mình vừa nói thì tuổi đời lên đến 3 năm thì sẽ thua thiệt nhiều thứ, và thiết kế chính là một ví dụ điển hình. Trong khi Tab B11 Plus với vòng khung vuông vức mang đậm hơi thở của iPad Pro cực kỳ bắt trend ở thời điểm hiện tại này luôn, thì iPad Gen 6 vẫn cứ là thế, truyền thống, đơn giản và tinh tế. Vì mỗi người sẽ có mỗi quan điểm khác nhau cho nên mình sẽ không so sánh điều này. Nếu các bạn thích kiểu thiết kế nào thì nhớ comment ở bên dưới nha. Nhưng mà iPad Gen 6 vẫn có hai điểm chưa tốt bằng B11 Plus. Thứ nhất là phần viền màn hình vẫn còn quá là dày, vì do phải chứa thêm nút home vật lý nên tổng thể màn hình sẽ bị mất đi tính cân đối. Còn B11 Plus thì các bạn nhìn xem, cực kỳ cân đối, cả bốn phần viền đều mỏng hơn kha khá so với iPad Gen 6. Và điểm thứ hai mình muốn nói đến đó chính là iPad Gen 6 không có đèn flash ở camera sau, còn B11 Plus thì cam sau của nó nhìn sơ qua trông khá là giống với iPhone X Max. Cứ tưởng là hai ống kính nhưng mà thực ra là chỉ có một ống kính và một đèn flash thôi nha các bạn. Lenovo phải nói là rất là biết cách đánh đố chúng ta, dù sao thì nhìn nó cũng ngầu hơn iPad Gen 6 khá là nhiều. Kế đến là về màn hình, với iPad Gen 6 thì chúng ta sẽ có màn hình Retina kích thước 9,7 inch, độ phân giải Full HD cộng. Còn B11 Plus thì màn hình IPS LCD với kích thước 11 inch, độ phân giải 2K. Vậy thì nên chọn chiếc màn hình nào? Nếu các bạn có thích cái màn hình lớn hơn để mà thuận tiện cho công việc cũng như là thường xuyên sử dụng ngoài trời thì B11 Plus phải là sự ưu tiên số 1 nha. Bởi vì iPad Gen 6 nó sẽ không có khả năng chống chói như là trên B11 Plus. Điều này sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến những trải nghiệm của các bạn. Bù lại thì màu sắc và chất lượng hình ảnh của iPad Gen 6 nó lại quá tốt. Mặc dù B11 Plus cũng mang đến khả năng hiển thị hình ảnh chân thực giống với Gen 6, nhưng mà khi nhìn vào hai cái màn hình này á thì mình vẫn thích cách mà Gen 6 làm việc hơn, màu sắc tươi tắn trong trẻo hơn nhiều. Tiếp theo, một vấn đề phải nói là muôn thuở giữa Apple với phần còn lại của thế giới, đó chính là hiệu năng. Chọn B11 Plus, các bạn sẽ có con chip Snap 750G cùng với RAM 6GB và ROM là 128GB. Chọn iPad Gen 6 thì các bạn sẽ có ngay con chip A10 Fusion, RAM 2GB và ROM 32GB. Nếu các bạn chọn iPad Gen 6 ROM 128GB thì mức giá nó sẽ lên đến 8 triệu đồng. Cho nên là chúng ta chỉ so sánh trong cùng phân khúc 6 triệu thôi nha. So sánh như vậy thì chắc chắn là B11 Plus nó sẽ ngon hơn iPad Gen 6 ở khoản lưu trữ. Với ROM 32GB thì các bạn sẽ bị hạn chế rất là nhiều thứ, như là không tải được nhiều app, rồi không gian lưu trữ cũng bị hạn hẹp hơn. Và 128GB ROM của B11 Plus nó sẽ giúp cho các bạn có một không gian rộng rãi hơn. Không những vậy mà nó còn hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 1TB nữa. Vậy thì hiệu năng giữa Snap 750G và Apple A10 Fusion con nào sẽ mạnh hơn? Tất nhiên là Snap 750G rồi các bạn ạ. Mặc dù A10 Fusion hiện tại nó vẫn có thể giúp iPad Gen 6 sử dụng khá là mượt, nhưng mà khi các bạn dùng để làm vài trận game thì máy nó sẽ mau nóng. Đặc biệt là với tựa game League of Mobile, hiện tượng bị tuột FPS đã xuất
xuất hiện. Trong khi đó, Snap 750G của BM1 Plus chơi game rất là mát mẻ, FPS ổn định, tốc độ đóng mở áp và hiện tượng giật lag gần như là không có. Còn iPad Gen 6 ở thời điểm hiện tại, điều này là thường xuyên xảy ra nha các bạn. Về thời lượng pin thì BM1 Plus đang sở hữu viên pin 7700mAh cùng với củ sạc 20W, nó sẽ yếu thế hơn một chút so với viên pin 8800mAh của iPad Gen 6. Bù lại thì Gen 6 chỉ hỗ trợ sạc tối đa 12W mà thôi. Nhìn chung thì cả hai chiếc máy này đều có thời lượng sử dụng rất là trâu, có thể thoải mái đáp ứng các yêu cầu của các bạn trong vòng một ngày. Nhưng để so sánh thì iPad Gen 6 trụ lâu hơn từ 30 đến 45 phút. Về camera thì mình cũng đã có nói rồi, Tab B11 Plus nó sẽ nhỉnh hơn iPad Gen 6 ở điểm là nó có đèn flash ở cam sâu, còn chất lượng hình ảnh của hai thì như nhau thôi. Ý mình là nó tệ như nhau ấy, nhưng mà việc mà sở hữu thêm đèn flash thì nó lại là một câu chuyện khác. Trong điều kiện ban đêm thì camera của B1 Plus nó sẽ đỡ bị phế hơn nhiều so với iPad Gen 6. Nói gì thì nói chứ trong công việc thì mình vẫn thích iPad Gen 6 hơn, bởi vì nó kết nối được với iPhone, rồi MacBook, rồi Apple Watch các kiểu. Như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta khai thác tối đa sức mạnh của Apple, cũng như là mang đến một hiệu suất công việc tốt hơn. Một thông tin thêm cho các bạn đó là cả hai chiếc máy này đều có thể gắn được bàn phím rời và sử dụng được bút cảm ứng. Nhưng mà để sở hữu combo này thì các bạn phải tốn thêm tiền nha. Đặc biệt hơn là B11 Plus được trang bị lên tới 4 loa JBL hỗ trợ Dolby Atmos, âm thanh thì uy lực hơn nhiều so với chiếc iPad Gen 6. Và đó là những chia sẻ của mình về hai chiếc máy tính bảng giá rẻ Lenovo Tab B11 Plus và chiếc iPad Gen 6. Hy vọng rằng sau clip này các bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn sáng suốt cho riêng mình. Nếu thấy clip hữu ích thì các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh cũng như là like video để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.